Salad như vậy, đây sẽ là salad đường trên để đối đầu với lại Kennen hay chăng? À, có được những cái chiêu cuối khá là ngon dành cho phía Cumbrion, Salad sẽ là một cái sự lựa chọn rất đột biến mà Zed sách ra trong cái bảng thi đấu này. Không phải là một Na thông thường mà chúng ta thấy. Một Na nếu như mà có giai đoạn đi đường tốt thì cũng sẽ có cái áp lực đẩy lẻ ở giai đoạn về sau. Nhưng khi mà pick Salad thì nó sẽ đẩy về cái kèo BK. Rất là BK ở cánh trên. PK cánh trên, và với việc là đối phương có khá là nhiều chiêu cuối ngon như anh Linh đề cập, bộ phát thần tốc cũng là một cái chiêu cuối mà Salad có thể cân nhắc lấy này. Bô la băng này cũng là một chiêu cuối rất là ngon. Tất nhiên là bão sấm sét sẽ là cái kỹ năng mà rớt sẽ muốn hướng tới trong những cái pha giao tranh và ăn cắp chiêu cuối. Salad và con Lilia nó cũng là có chứ không phải là không. Những tình huống làm chậm với hắn lăn lóc hay những cái pha trốn bắt thành công cũng sẽ là những cái tiền đề để khiến cho Morgan sẽ phải cân nhắc suy nghĩ cái việc là anh ta đẩy cao với chân Kennen, và để xem là ván đấu này để diễn ra theo chiều hướng như thế nào giữa T1 và Vion. Ván thi đấu đầu tiên trong trận lượt về giữa Brion và T1 trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2024 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Postbot. Và rất là hy vọng bạn để lại thêm nhiều lượt tương tác chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như TikTok, Facebook và YouTube. Một ván đấu vẫn là rất quan trọng dành cho T1, họ vẫn chưa chắc chắn 100% với một chiếc vé tham dự vòng playoff và cần thêm một chiến thắng nữa để đảm bảo một điểm thứ 9 gần hơn với cái mục tiêu top 6 ở trước mắt. Không sao, Zed sẽ có được cái sự hỗ trợ đến từ Kera ở trong cái thời điểm tiếp theo. Bản thi đấu này thì Kera cũng bổ sung thêm cho mình đó một phép hỗ trợ kiệt sức để có thể hạn chế đi áp lực đến từ cái bão sấm sét. Phía bên kia của Morgan, đây xem tình huống mà đội hình đến từ bên phía Kudon cũng đang chuẩn bị có 3 người khu vực dưới. Liệu rằng có tình huống tấn công hay không đây? Kera vẫn chưa lộ hình ha. À, vừa rồi cái máy quét của anh ta, hay nói chính xác hơn là một tình huống cắm mắt cũng đã phát hiện ra được rồi. Hơi khó đại trụ, lính hơi ít. Zed giải quyết lính rất nhanh. Ăn hai con, trong khi đó thì cánh trên Morgan thấp máu, bắn bột được hai đánh trụ luôn đến từ vị trí của Umayushi, và đó là chiến công đầu dành cho xạ thủ của T1. Cánh dưới không có được một nhịp đại chủ đến từ bộ ba bên phía của Brion khi mà có sự có mặt của Keria, còn cánh trên không ai hỗ trợ cho Morgan cả. Trước đó là tình huống rỉ rít cấu rỉ máu tốt đến từ những tình huống nội tại đánh yêu của Umayushi. Và khi mà Honor tới ở khu vực đường trên, anh ta đánh thật chứ không còn là đánh yêu nữa. Điểm hòa gục chiến công đầu dành cho xạ thủ của nhà T1. Còn ở cánh dưới này thì không còn dịch chuyển nữa đến từ rớt. Và cái quê lính này thì Kera đang cố gắng giữ dành cho vị trí của Umayushi. Bị cấu máu, cái này quá khó để rớt có thể đánh được trong đoạn đi đường. Còn khu vực đứng dưới thì Umayushi không dính một tình huống hất tung, và anh ta trả lại với một pha hắc kim thuật đến từ vị trí của Kera. Có kiệt sức bắn một được hai, và điểm mạo gục thứ hai dành cho xạ thủ chủ lực đến từ bên phía của T1. Umayushi có hai mạng ở early game. Hai tình huống xuất hiện rất bất ngờ của Kera. Pha đầu tiên thì anh ta cắm mắt tím xuống và phát hiện ra được cái ý đồ băng trụ của phía Brion. Pha này thì Gumayushi vừa mới bị tấn công thì bỗng nhiên có Kera xuất hiện phía sau, và nó khiến cho bên phía Kudrion bị chớ. Còn trong khi đó một luống giao tranh 2v2 ở khu vực đường trên, Zed mất tốc biến, còn lại 100 máu, bị lính đánh không nằm xuống. Zed không nằm xuống, nhưng mà Honor kịp can thiệp với một tình huống hạng lăn lóc làm chậm thành công Yang Zi và đầu tư tốc biến nhưng không có đủ sát thương. Morgan quyết định là không tốc biến với theo, bởi vì cái lượng sát thương và những cái đòn đánh tay và những cái cú quỳ của anh ta thì cũng đã hết rồi. Mặc dù mana của Fed đang thấp nhưng phía bên kia vẫn đang còn một con Seju đi để có thể cover. Kera thì đang gây áp lực ở khu vực dưới. Đường dưới đang cái đường lợi thế lớn nhất mà bên phía của T1 đang sở hữu. Đó là lý do tại sao mà Honor đang chơi Seju ở cánh dưới ở trong thời điểm tiếp theo để có thể kiểm soát được cho mình đó những con rồng nguyên tố. Faker mất đi cho mình đó tốc biến, một cái điểm bất lợi của ta ở trong giai đoạn tiếp theo. Chắc chắn rồi, đó là tình huống hơi tham đam. Faker hơi tham quấy rối đối phương. Ý đồ của Faker là quấy rối để giúp cho Honor ăn rồng, nhưng tình huống mà anh ta hơi tham đam khiến cho bản thân của mình gặp nguy hiểm, mất tốc biến và ở một cái lượng máu thực sự là báo động. Yang Zi thì dùng Bola trước rồi, cũng không còn công cụ để truy đuổi nữa. Nếu như không thì có thể là nguy hiểm về mặt tính mạng dành cho đường giữa của T1. Nhưng dù sao thì Faker vẫn không nằm, và con rồng nguyên tố đầu tiên thuộc về bên phía của T1 để cân bằng lại cái lợi thế khi mà Brion ăn được 3 con sâu lượt 1. Sâu đang được kéo ra, vẫn chưa có bất kỳ con sâu nào cả. Lướt lên tấn công đến từ bên phía của Envy à. Sai lầm đến từ Envy khi mà anh ta ăn trọn, gần như là trọn vẹn bao đạn của Umayushi. Năng lượng đang hơi thấp đến từ xạ thủ của T1 rồi. Và khi mà sẵn sàng tấn công và lấy gần như là trắng cây máu xạ thủ đối phương. Và với cái kèo đối đầu xạ thủ này thì cái thanh tẩy nó không giải quyết bất cứ vấn đề gì cả. Đứng dưới có một pha tay đôi tốt hơn đến từ Umayushi để lấy trắng cây máu của Envy. Cánh trên thì là pha vòng sau bất thành của Morgan, đồng nghĩa với việc Brion họ sẽ không thể có được áp lực ở lượt sâu 2 và sẽ là 3 con sâu để cân bằng về một lượt sâu 2. Không, Brion vừa ăn được một con sâu rồi nha. Đến từ 4 stack sâu dành cho Brion.
một pha cướp sâu đến từ Boilu hỗ trợ của Vibrion ở trong tình huống nhấp nhả xung quanh khu vực cánh trên, và nó giúp cho cái lợi thế về mặt kinh nghiệm cũng sẽ nghiêng về cho Vibrion ở cánh trên của bản đồ này. Nhưng áp lực mà Gunma Yoshi tạo ra ở khu vực dưới trong một tình huống chơi hơi dài của MV, MV về kịp không đây, rất may mắn là anh ta về kịp. Một pha mà Keria không đi thẳng vào cái bụi mà anh ta vòng qua một nhịp mà bị làm chậm lại. Nhưng lợi thế cánh dưới đang thuộc về Gunma Yoshi và Keria. Uma thì chuẩn bị có được trang bị thứ hai rồi, là một cái lưỡi hai linh hồn ăn cắp báo sấm sét để tránh một tình huống đại trụ. Đã hơi khó để có thể tấn công rớt trong tình huống này, nhưng bộ đôi của Brion vẫn vào, họ trồng CC cực kỳ khít và rớt vẫn lui về được với trốn vào bắt. Anh ta còn một nhịp bắt E2 nữa, Keria tới để có thể cover, nhưng Keria cũng chỉ có một pha đổi mạng mà thôi. Nhưng dù sao là một đổi một cánh trên và khoảng trống tạo ra để Honor ăn rồng, còn Gunma Yoshi sẽ có một cái trụ bột toàn bản đồ ở cánh dưới. Rất may dành cho Morgan là anh ta kịp kích xét ở trong cái pha thi đấu đó để có thể tiêu diệt được Zed, chứ mà không Zed mà tốc biến ra ao khỏi tầm và đón tình huống băng trụ fail thì cảm giác như sẽ rất là tai hại dành cho bên phía Corion. Một lần nữa Kera luôn xuất hiện ở những cái điểm nóng ở trên bản đồ bằng một cách nào đó. Lượng tiền thì T1 đang dẫn trước, họ vẫn đang còn giữ cho mình món sứ giả, và để xem là sứ giả này có phải là một tình huống hỗ trợ cho Gunma Yoshi để lấy tiếp tục một trụ nữa dành cho bên phía của T1 hay không. Ở khu đứng giữa, còn cánh trên thì rớt tiếp tục là mục tiêu, lại lấy bão sấm sét rồi, nhưng lần này thì là ba người chứ không phải là hai. Rakan lên hất tung thành công trầm bão sấm sét vào, nhưng rớt cũng tình huống làm choáng ba người. Sát thương vẫn là chưa đủ, đã đủ rồi khi Morgan có được điểm hạ gục. Faker xuất nhập hồn để có thể tấn công, và Morgan sát thương cung của anh ta cũng sẽ là đủ mà thôi. Chưa một chấm máu, 5 máu đến từ Morgan thì phải, và đường trên của Brion thoát chết thành công. Trong khi đó thì họ có được điểm hạ gục lần nằm xuống thứ hai của rớt ở ván thi đấu này. Brion cam rớt phải nói là cực kỳ triệt để với những tình huống tấn công đa mục đa nhân sự của họ. Nhưng cái giá phải trả đó chính là cái trụ khu vực giữa bây giờ đang bị màu máu lớn. À thì đâu đó thì đúng là hơi tiếc dành cho Faker khi mà cái lượng sát thương của ta thiếu đi một chút xíu mà thôi để có thể dứt điểm được cái nền của Morgan. Rất đáng tiếc. Và vừa rồi Faker quyết định là không đầu tư cái chiêu cuối, bởi vì anh ta nghĩ rằng là đã sát thương đã đủ rồi. Tiếp tục là rớt bị cam. Lần này không phải là hai nữa, cái top mạnh nhất là cái top 3 người. Nhưng đó là bao sấm sét giật choáng ba người, và đó là một tình huống giúp cho rớt có được cho mình thời gian để ta đồ vương hồi phục lại nữa. Quá nhiều chiêu ở rớt, rớt nằm xuống, còn Faker thì không đủ sát thương, một chấm máu lùi về dành cho đường trên của Brion. Với một cái nhịp bách về của Faker nhưng anh ta có dịch chuyển nha, tốc độ ăn Baron đến từ bên phía của Brion thì cũng khá là chậm. T1 chắc chắn là tới kịp rồi, Honor có mặt, Morgan có thể sẵn sàng. Morgan thì đang muốn có một tình huống vòng sau và tele vòng sau đến từ vị trí của Morgan rồi. Anh ta đang thiết lập với một con Kennen tạt ra phía đằng sau lưng và đội hình bên phía của T1. Silas của Zerg thì vẫn đang không lộ hình để sẵn sàng với một tình huống vòng sau. Keria mất khá là nhiều máu với những pha rỉa rách đến từ Fate cũng như là Envy, xuyên tâm kích đến từ Keria để dọa thôi. Dịch trưởng học lên rất tự tin đến từ Envy và anh ta lấy gần như là trắng cây máu của Keria rồi. Trong khi đó bên này có một pha mở nhanh, mục tiêu là Honor. Honor mất rất nhiều máu, Honor còn một cái đồng hồ. Honor đang tốc biến về hướng trái, cái pha di chuyển này đến từ T1, xuyên tâm kích không cứu được. Keria đi chung với lại vị trí của Honor rồi pha mở vào khoảng không, nhưng bao đạn từ Gunma Yoshi nó cũng không đạt được đồ hiệu quả cao. Faker lao vào với một tình huống đoạt mệnh, nhưng bản thân của anh ta thấp máu, và đó là một pha 3 điểm hạ gục dành cho Brion. Họ đang hướng tới điểm hạ gục thứ tư khi Faker cũng đã phải mất tốc biến. Một động thái muốn rút lui đến từ Honor, nhưng cái kết là anh ta kéo cả Kira đi theo mình. Rất đang giả vờ, anh ta sẽ không giả vờ như là mình không có mắt ở trong cái tình huống đó. Và đó tình huống giả vờ thành công, bắt E2 dứt điểm được xạ thủ của Brion, đáp trả ngược trở lại với một vài điểm hạ gục đã bị mất từ trước. Một pha thi đấu mà có một con mắt ở bãi chim. Ôi chưa lướt E, bắt E2 không hạt không nổ, tiếp cận bão xâm xét, bị tấn công bởi 3 thành viên của Vibrion. Rất mất tốc biến và rất nằm. Có kỳ là người có được điểm hạ gục và rất hơi tham rồi, tốn vào bắt không thành công rồi. Envy thoát qua tường với một pha di chuyển của học. Olu vẫn đang có những cái pha vòng, anh ta đang rất khó chịu, đặt được càng nhiều mắt phía đằng sau lưng phản ứng của T1 thì bên phía của Brion càng lợi thế với những pha tập hậu của Morgan hay những cái pha vòng sau đến từ con Rakan này của Bolu. Rồi có thể thấy như bên phía của Brion đang quyết định là ôn vào Baron rồi. Rồng nguyên tố thì đang được ăn của Faker, cùng ánh sáng được bắn ra để có thể check tình hình như thế nào. Tốc độ ăn Baron ở thời điểm hiện tại rõ ràng là không đủ rồi. Như vậy sẽ là rồng miễn phí hình thành nên sức mạnh linh hồn đồng hóa kỹ dành cho đội hình của phía T1. Nhưng hãy nhìn vào Bolu, anh ta chưa bị lộ hình và đang có góc để có thể bọc ra phía sau. Keria đang phải đi tìm Bolu. Tầm nhìn bùa đỏ của T1 đang không thực sự là quá tốt và đã tìm được Bolu rồi. Sẽ cần phải rút lui đến từ hỗ trợ của Brion khi máu của anh ta cũng chỉ còn một nửa thôi. Và tốc độ ăn Baron như anh Linh đề cập là không đủ nhanh đến từ Brion để gây áp lực ngược trở lại bên phía của T1.
Wayoshi trong tình huống này thì anh ta không có phép bổ trợ, nhưng Fate thì sao đây, bị du ngủ rồi. Kịp đánh tông nổ xuyên tâm kích hắc kim tổ su kinh hoàng vào hai người, nhưng vẫn có cái tông nổ để Fate rút lui, và tạm thời là như vậy mà thôi. Wayoshi bung một cái bão đạn vào Fate, đứng úp mặt vào bão đạn nằm xuống. Điểm hạ gục dành cho Faker, lợi thế về người dành cho các thành viên bên phía của T1, và liệu họ có tận dụng được nó hay không đây? Câu trả lời có vẻ như là hơi khó tới từ rớt hoặc là Faker chẳng hạn. Xuất hồn Q3 đến từ vị trí của Faker, nhưng hồn ngay lập tức trở lại với Keria, đánh một cái thông nổ hơi chết chóc, và Keria đang bị cấu rỉa, tránh được W của Envy, tránh được thêm một phát bắn thần bí nữa, trả lại hạt lăn lóc. Không có gì xảy ra cả, đó chỉ là một tình huống đi chơi hơi xa đến từ Keria mà thôi. Bắt đầu đang có vài những cái tình huống cố gắng để có thể đẩy cao cái lượng mắt của mình lên đến từ bên phía T1. Zed bọc sau Morgan cũng rất là tinh quái, anh ta đang tìm cách để có thể về. Hai cái bóng xâm xét được tung ra, có dịch chuyển đến từ phía trước, nhưng Morgan đang tạm thời chạy được chủ động, tốc biến đánh tay đội tại và dứt điểm có đồng hồ để có thể cầu kéo. Phía bên kia thì Kumasi cấp độ 16 đang di chuyển xuống cánh dưới, tung bảo đạn tốt và ép tốc biến của Fed. Xin lỗi, Envy cũng đang có mặt ở đây và tiêu diệt được Zed. Đó là rất nhiều những cái tài nguyên được đầu tư đến từ cả hai bên. Fed mất tốc biến dịch chuyển, Morgan vất bão sấm sét, bên phía kia thì Zed cũng đã phải mất cho mình chiêu cuối ăn cắp, và cả tốc biến nữa. Umayoshi cũng đã mất bão đạn để có thể giúp cho đồng đội của mình rút lui và gây áp lực ngược trở lại. Nhưng Envy dính hạt lan lóc, không dính xuyên tâm kích, và anh ta vẫn có thể rút lui được. Honor quyết định là không sử dụng cho mình khu du rừng thảm. Đoạt mạnh đến từ Faker, lao thẳng vào Q3, hụt hết đến từ Faker, xuất nhập hồn ngược trở lại khi mà chiêu hụt hết rồi và cần phải rút lui và hồi máu lại, khi mà Faker cũng ăn khá nhiều sát thương đến từ trụ. Faker đoạt mệnh để đi về hướng đồng đội của mình nhanh hơn à? Nhưng mà tốn hẳn một cú chiêu cuối như vậy thì liệu có phải là lợi thế hay không đây? Tôi không nghĩ là có đâu. Morgan lại tiêu diệt vòng sau, và đây sẽ là con Kennen có chiêu cuối. T1 không có đoạt mệnh trong tình huống này. Yang Zhe băng thẳng vào, Q3 hất tung thành công một người. Polo bị chặt rất đau, bao đẹp đẹp đến từ vị trí của mid lane trong tay của Mayuzi, và đó là cú double kill dành cho N, và đó là tình huống quét sạch dành cho T1 cùng với lại linh hồn rồng ngàn tuổi, và chiến thắng ở ván đấu đầu tiên, gọi tên T1 trước Rion. Một pha setup tốt hơn dành cho phía của T1. Pha thi đấu đó thì Morgan quay trở lại ở khu vực dưới bằng tình huống dịch chuyển, thì anh ta bị rớt chặn đầu, và đó gần như là một tình huống solo kill mà khiến cho Morgan chết chân. Còn ngược trở lại thì mất luôn cái công cụ để có thể mở giao tranh đến từ bên phía của Boilu, thì cũng không có nhiều CC dành cho hai xạ thủ của phía Rion có thể tiếp cận ở trong tình huống đó. Bảo đạn rồi tất cả mọi thứ lila quẹt quẹt rồi các kiểu, chiến thắng ở trong ván thi đấu này đã thuộc về cho phía của T1. Tuy nhiên vẫn sẽ có một vài những cái trúc trắc chứ không phải là một cái ván thi đấu suôn sẻ. Chưa hiểu lắm T1 setup giao tranh mà họ chấp chiêu cuối của Yone. Nhưng mà dừng ván này Poppy đồng ý là có thể gank 3 bãi tấn công được. Tôi nghĩ là dây hợp lý hơn so với gank flank. Dây có vẻ như là hợp lý hơn ở ván đấu này dành cho Zed. Một bột mạnh, hai tạo ra đường cánh áp lực, và thứ ba là tăng thêm một chút cái độ đa dụng đến từ đội hình của T1. Họ đã có combo rồi, họ sẽ cần những con tướng đẩy cánh, những con tướng có khả năng cấu rỉa nữa. Thì dây là con tướng đáp ứng được cả hai cái vai trò này. Và cũng là một phần làm tí quảng cáo trang phục chung kết thế giới chuẩn bị đánh 14.16 như sang tuần đúng không? Sang tuần là sẽ có cái bộ skin mới của phía T1, thì hy vọng là các bạn cũng sẽ tiết kiệm chút cái gì hả? Chúng ta cũng đến ngay ván thứ hai trong trận lượt về giữa Brion và T1. Khuôn khổ LCK mùa hè năm 2024 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về BoxSpot. Và rất là hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt tương tác cho tôi trên các nền tảng khác nhau như Facebook, TikTok và cả YouTube nữa. Một ván đấu mà Brion lựa chọn đội xanh và họ đang có một pha xâm lăng 4 thành viên sang khu vực bùa đỏ. Nhưng mà Poppy đi rừng thì cái vòng rừng đầu tiên sẽ là rất quan trọng, sẽ cần phải có đột biến đến từ vị trí của Yang Zhe, và bên phía của Brion đang setup những đột biến như vậy. Faker thì đang cố gắng để có thể cấu rỉa máu vào người của Fed ở đường giữa này, nhưng có khoảng trống di chuyển dành cho Poilu, và anh ta là người gặp bất lợi hơn ở trong cái pha trao đổi vừa rồi. Nhưng phía bên kia Honor cũng có câu đáp trả, cấp độ sâu cũng đã được hình thành sau khi anh ta ăn xong ba con sâu này. Những cái nhịp sâu đầu tiên sẽ giúp cho Honor đạt được một cái lượng kinh nghiệm là lớn hơn so với lại Yang Zhe. Chúng ta hãy nhìn cái chênh lệch ở hai vị trí đi rừng. Honor cấp 6, Yang Zhe anh ta tốn rất là nhiều thời gian vòng xuống cánh dưới lên đường trên gank, và anh ta đang thua sút rất nhiều về lượng kinh nghiệm so với lại người đi rừng của đối phương. Và đây có thể sẽ là pha setup để đai chủ đến từ bộ đôi của T1 với bola băng tầm gần, không thể né được cầu sáu cầu ra tốc, chỉ thiện lôi phạt và rớt có được chiến công đầu. Nhịp gank thành công ở cánh trên dành cho bộ đôi của T1.
gọn ghẽ đi bộ vào áp sát để có thể tung ra cho mình đó bô la băng ở khoảng cách gần khu vực đường dưới, xem tình huống giao tranh 3m2 chăng khi mà Giang Sơ cũng đang sẵn sàng. Nhưng đợt lính không có nhiều, NV thì bị mất bóng nhiều quá. Rồi kèo đội đường trên này thì có vẻ như là hơi khó thở rồi. Như đã đề cập, nếu như không có sự can thiệp của Poppy trong tay Giang Dê, rất khó để Morgan có thể thở được trước con dây của Zerg. Thậm chí là Honor có cấp độ 6 cầm bô la băng lên cánh trên áp sát với một tình huống ném bô la băng sát người. Câu trả lời đến từ bên phía của Beyond là họ xuống cánh dưới khi mà Wayuxi không còn thanh tẩy nữa. An xuyên tâm kích và đó là một tình huống xuyên tâm kích hai người khá tốt của Wayuxi, vẫn có được một pha đổi mạng thành công đối phương. Một bên mất hỗ trợ, một bên mất xạ thủ, nhưng chắc chắn thì bên phía Brion không hoàn toàn quá lợi thế với tình huống đổi trang vừa rồi khi Guma vẫn là người có được điểm hạ gục đó. Biết Fortune ở ván đấu này của Guma Yoshi không quá xanh như ở ván thi đấu trước nữa, và đây sẽ làm tình huống mà Paulu không tốc biến. An xuyên tâm kích nhưng khá trâu, ủi vai dính tường, nhưng bão đạn hai người khá tốt bị chặn lại bởi tối kiên cường, rất nhiều sát thương bị chặn lại bởi Guma Yoshi, nhưng vẫn là điểm hạ gục dành cho thành viên bên phía của T1. Honor trừng phạt thành công Yangze, Yangze trừng phạt ngược lại Honor, cú làm chậm để lấy đi cái tốc biến của Yangze tới từ người đi rừng của T1, và đó là pha mà hai hỗ trợ nằm xuống. Một đối một ở trong tình huống vừa rồi mà thôi, một cái tôi kiên cường được dựng ra tốt dành cho phía của Bolu, mặc dù anh ta nằm xuống nhưng anh ta che chắn cái lượng sát thương khá là nhiều, và đó là cái tiền đề để cho Zhang Zhe có thể thoát khỏi không bị hạ gục ở giai đoạn sau. Chính xác là như vậy rồi, nếu như không có cái tôi kiên cường đấy thì tôi tin rằng là bộ đôi của Brion với Brom và với cả Poppy sẽ bị thổi bay bởi cái bão đạn hai người của Mayoshi, nhưng mà bên phía bên kia thì cũng không còn những cái tốc biến nữa. Và sẽ là ưu thế dành cho T1 ở khu vực đứng dưới với một pha bao giáp trụ dành cho Guma Yoshi. Một tình huống lấy trụ một toàn bản đồ dành cho Zeus với kèo dây và Jax mà anh ta đang thực sự hủy diệt vị trí của Morgan ở khu vực đứng trên. Faker gặp khó ở khu vực đứng giữa nhưng có Keria bảo kê thì cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Guma Yoshi không có tốc biến và đang phải tay đôi với Envy, đang phải đứng dựa vào những thợ lính để tránh phát bắn thân bí. Envy giải quyết lính, lính chắn rất nhiều phát bắn thân bí và không thể có được tình huống tay đôi thành công của Guma Yoshi. Nhưng Guma đã hết năng lượng rồi. Guma đang hết năng lượng và không có tốc biến trong pha này. Dịch chuyển của họ để có thể tấn công đến từ Envy và thêm một pha tuyết tế tái nữa dứt tương ra cho chắc chắn đến từ Paulu với mạng hạ gục dành cho xạ thủ của Brion. Một tình huống cố gắng để có thể kích sải bước đến từ bên phía của Gamacy nhưng mà vẫn có sát thương truy đuổi của phía Envy, và đặc biệt đó chính là Paulu có mặt kịp thời ở khu vực dưới. Envy đây là cái bước đáp trả khi mà Zed cũng đang có mặt. Envy đang lui về phía sau bị CC và tốc biến dứt điểm tốt dành cho bên phía của Zed. Quay ngược trở lại tấn công tiếp vào người của Paulu. Paulu cũng không có tốc biến trong pha này, hắc kim thuật và hết cái khiên là anh ta đi với cú double kill dành cho con dây của Zeus. 81 chỉ số lính, một trụ một toàn bản đồ killing spree dành cho dây của Zeus. Guma Yoshi hết năng lượng rồi. Và cái việc mà Envy làm là làm mềm trước, và pha sau thì Brom di chuyển xuống để có thể hạ gục thành công Guma mà thôi. Nhưng tình huống sau là một tình huống phối hợp tốt đến từ bộ đôi Keria và Zeus để gỡ lại 3 điểm hạ gục, chính là 2 điểm hạ gục dành cho T1 và cú double kill dành cho đường trên của họ. Có mặt kịp thời khu vực dưới đến từ bên phía của Zed, và chính bản thân của anh ta cũng gặt hái rất là nhiều những cái lượng tài chính ở trong tình huống này. Và như đã nói, kèo thi đấu này thì Morgan gần như là không có cơ hội để có thể trở mình ở trong cái kèo 1-1 nữa rồi. Anh ta bây giờ phải cố gắng để có thể bám farm mà thôi, nhưng cơ hội để có thể lăn cầu tuyết ở cánh dưới thì nó đang nghiêng về cho con dây của Zed. Rồi chúng ta sẽ có một giai đoạn early game mà T1 đang dẫn đâu đó khoảng 2000 với một con quái vật mang tên dây của Zeus ở khu đứng trên. Zeus vừa dùng cú dịch chuyển của mình xuống cánh dưới để áp lực vào con dấu nguyên tố thứ hai, nơi mà Honor đang kiểm soát nó. Và Yangze thì không có tốc biến, anh ta không thể nào mà can thiệp được. Cú là băng quang không, xuyên tốc kích vào, hắc kim thuật vào. Olu vẫn còn tường, còn nấp sau ta và rút lui về được, nhưng giáp trụ tiếp tục dành cho Zeus. Rồi, về được rồi. Không chết, vẫn về được. Với tình huống áp sát vừa rồi, thật ra pha thi đấu đó Fate cũng tỉnh táo, sau khi lấy trụ anh ta lùi lại một nhịp nhưng không bấm B về ngay chỗ đó. Nếu như anh ta bấm B về thì cái khả năng tiếp cận đến từ bên phía Wander sẽ là cao và nhiều khi là không chạy được. Rồi lấy được cho mình đó trụ khu vực dưới, nhưng áp lực để có thể tấn công ngược trở lại của phía T1 vẫn sẽ là có đây. Họ vẫn đang có cái bộ đôi Honor kết hợp cùng với lại một con dây siêu xanh của Zed. Rồi Yangze, Olu, thuyết tế tái làm chậm thành công Honor. Kinh hoạt đánh rất như cơ có một cú dịch chuyển để có thể cứu đồng đội, nhưng đây là một tình huống dịch chuyển để để có thể can thiệp với pha kéo đoạt mệnh hai người mà thôi. Xuất nhập hồn ngay lập tức, nhưng đó là sứ giả phán quyết kéo đẩy Faker về. Cầu sống và cầu gia tốc, rất nhiều sát thương đến từ vị trí của Zed. Bão đạn bung ra, Q3 thành công đến từ Faker làm chậm thành công được vị trí của Envy đến từ Senjuani của Honor, và điểm hạ gục tiếp theo dành cho dây của Zed. Và hồi lại cầu sấm sẽ lại là một pha bật cầu gia tốc, kích tốc trước cầu sấm sau với cú double kill quá chuẩn xác đến từ những quả cầu sấm của đường trên T1. Đây là chưa dừng lại đó, xuyên tâm kích tốt đến từ bên phía của Kira nhưng tạm thời là không có sát thương.
Honor chỉ dừng ở cái việc mà cướp được bãi đá của Thiên Đấu Vương mà thôi. Zed vừa rồi đã lấy được cho mình ở trụ khu vực dưới, còn dày 5 sát và vô vàng cái lượng tài chính được dành cho Zed ở trong cái tình huống tiếp theo sau tình huống bấm B về nhà lần này của anh ta. Hai đồ rồi, chắc chắn là hai đồ. Với một cái thần kiếm Muramana dành cho dây của Zed, chúng ta cùng nhìn lại thì của Honor bị bắt lại. Nhưng Honor rất trâu và sát thương của Yang Zed và Volu là không đủ. Rất trả lại những quả cầu sớm rất chất lượng, quả đầu tiên trúng vào Yang Zhe và tiếp tục sẽ là một tình huống mà Faker dùng xuất hồn rồi đoạt mệnh kéo hai người vào để tạo góc gây sát thương thêm. Và Guma Yushi khi mà anh ta di chuyển ra ở bên hông, một con Mid Fortune tắt cánh quá đẹp, bắn một cái bão đạn gần như là bốn thành viên của Beyond dính trọn luôn, và rớt đơn giản là chỉ thiên dứt điểm NV thôi với pha làm chậm tiếp theo của Honor. Và lại là những tình huống áp sát bật cổng gia tốc để có thể kích cốc dành cho Honor, sau đó bắn một quả cầu sớm để có thể ăn được mạng thứ hai với double kill quá chuẩn chỉ. Và mắc bình dành cho Zed ở ván thi đấu này, còn Envy tiếp tục bị hất tung lên. Faker đang xuất nhập hồn và chọc rất đau, có xuất siêu kinh hoàng và xuất được tích hai người đến từ vị trí của Keria. Và Gumayushi bắn từ đầu đến cuối giao tranh luôn. Điểm hạ gục thứ 8 dành cho T1 và có thể sẽ là một tình huống lấy trụ đường giữa dành cho họ. Rồi, hay là đánh lên cánh trời Baron đây không? Chúng ta vẫn đang có con sứ giả. Ở thời điểm hiện tại phút thứ 16 đang lùi sớm một chút xíu. Đúng rồi, cái nhịp độ của ván thi đấu đang tương đối nhanh. Honor lao vào tấn công vào người Faker. Faker né tình huống bắt chán tốt, quay ngược trở lại sẽ tình huống nhập hồ. Phía bên kia thì Fate đang sẵn sàng, Faker đang có lốc, có đặc mệnh. Lốc chạy mà thôi, bom phốt phốt vừa rồi vẫn trúng dành cho bên phía của Fate. Và Morgan tiếp cận 2-1 thành công. Sát thương đến từ trụ vừa rồi không khiến cho Morgan phải nằm xuống. Nhưng Honor bị sứ giả Văn Quyết đẩy về rồi và sẽ không có tình huống vòng sau. Nhưng rớt khoảng trống để con dây này đẩy cánh trên là cực kỳ bênh mông luôn. 6 sâu với một con dây 502 đồ lớn. Thì đây sẽ là hai trụ của khu vực đứng trên được có dành cho bên phía của T1. Thêm vào đó nữa là một cái trụ thứ nhất ở khu vực giữa. Bắt rớt được hay không? Đây, dịch chuyển vòng sau đến từ vị trí của Morgan. Một tình huống bấm bê về nhà, chỉ thiên còn lôi phạt. Rớt đang đợi một tình huống lôi phạt đẩy vị trí của Morgan ra tốc biến né choáng. Lách thành công được băng địa chấn, lách tiếp một tình huống tuyết tê tái, trả lại một quả cầu sớm và bấm bê về nhà. Rồi, cơ hội để có thể lăn cầu tuyết rồi. Chênh lệch về tiền ở thời điểm hiện tại đang con số 5.000 vàng. Rồng thì được ăn khá là trễ nhưng mà cái công trình mất đi rất nhiều rồi. Trụ hai của khu vực trên cũng không còn nhiều máu nữa, coi như là đồ trong túi khi mà chúng ta đang thấy là các lực cánh của phía tiên quanh đang tạm thời là nhỉnh hơn. 19 phút của ván đấu, Zed đang chuẩn bị xách ra một con dây ba món trang bị lớn có thần kiếm. Anh đang là để những cái đồ lỡ cỡ đến từ Zed thôi, chứ anh ta chưa muốn hướng tới cho mình một cái trang bị lớn. Lúc đầu thì tôi tưởng rằng sẽ là một cái súng hải tặc, nhưng mà không, cúc chim này được chuyển hóa thành gậy hung ác để hướng tới một cái thư phục hận dành cho Zed ở trang bị thứ 3, và để cái dao hung tàn đó anh ta sẽ hướng lên trang bị thứ 4 sau. Ra đường giữa lấy nhẹ nhàng 1/3 cái máu của Envy với bụng pha combo cầu sống và cầu gia tốc. Con dê thực sự là áp lực. Ở nữa có thư phục hận nữa thì chắc là cái lượng sát thương sẽ được gia tăng thêm rất là nhiều. Và chưa kể đó cái khả năng làm mềm đến từ Gumashi với cái bảo đạn nữa, khả năng chống chịu đến từ cái đội hình còn lại của Honor và Kira cũng đang tương đối là cao. Có hạt không đổ được nâng cấp kìa. Zed đang đứng đằng sau sẵn sàng tình huống cầu sớm, bắn cầu sớm vào Polu luôn. Yoshi phải mất tốc biến khi mà Morgan tiếp cận, nhưng bên phía bên này thì Zed đã hủy diệt Poppy của Yang Zhe rồi. Lợi thế về người đến từ bên phía T1, dịch chuyển đến từ Faker và Keria đang muốn vào xuyên tâm kích hack kim thuật hút hai người tốt đến từ vị trí của Keria. Đoạt mệnh kéo thành công đến từ Faker và lại tiếp tục là quả cầu sớm thứ hai thành công đến từ Zed với điểm hạ gục hình như đâu đó là thứ 7 của anh ta ở ván thi đấu này rồi. Và Senjuani trong tay của Honor có được mạng của Brom trong tay Polu nữa, một pha quét ba và T1 sẽ có được ba rod mà thôi. Chênh lệch về mặt trang bị, chênh lệch về mặt sát thương giúp cho bên phía của Tiên Oanh dễ dàng để có thể hạ gục cái dàn chống chịu của bên phía Brion. Và ép lên như vậy thì hơi khó dành cho bên phía của Brion có thể bật ngược trở lại. Ở thời điểm hiện tại thì họ không đủ cái lượng trang bị của mình. Baker thì đang chờ đợi một tình huống để có thể gạ kèo 1-1 cùng với lại Morgan. Đâm quy một cái nè, đâm quy trượt bởi vì Morgan đã cắm mắt chạy. Chắc là không đủ đam rồi. Trong cái valet thấy không đủ đam rồi. Tất cả những thứ mà Baker cần làm là câu giờ cho đồng đội ăn Baron. Rồi, với bùa lợi Baron thì cũng sẽ là một trong những cái công cụ để có thể tiếp tục lăn thêm cái quả cầu tuyết này cho bên phía của T1. Đang tìm góc, đang tìm coi bối phương có ai ở trên khu vực đường trên nữa hay không đây. Nào, rớt, không có tầm nhìn. Mà sao sáng thấy rồi. Sáng cầu sớm thành công rồi, tạm biệt. Chạy không hộ. Chạy được, không chạy được. Chạy hộ, chỉ thiên vào lấy tốc biến. Rồi, như vậy là có tốc biến, có tốc biến, có tốc biến, có đồng đội cứu. Morgan tới, chỉ thiên lôi phạt đẩy ra nhưng cầu sớm, nói sớm thế nhở. Nhưng cánh dưới thì không có ai phòng vệ. Morgan dịch chuyển lên khu vực trên thì toàn hàng ở cánh dưới rồi. Một cửa mega dành cho phía của T1 và thêm vào đó là cái áp lực tấn công vào trụ hai khu vực giữa này. Thế là chạy được luôn. Fate có tốc biến và anh ta rớt pháp vừa rồi quyết định không tốc biến bởi vì chuyển dạng chưa hồi lại. Không có dạng pháo thì không thể dứt điểm tầm xa được.
Iwan mất một người ở pha đường cánh nhưng mà họ câu được với cái dịch chuyển của Morgan và mất rất nhiều thời gian để bắt được vị trí của Zerg. Thì đồng nghĩa với việc cánh dưới thì Iwan có được cho mình đường lính siêu cấp đầu tiên sau Baron, nhưng Morgan sẽ gỡ lại được bố trụ hai ở khu vực đứng trên với tiền thưởng mục tiêu rất nhiều tiền nhỉ. Anh ta định gọi là hạ gục đối phương sau đó là lùi lại một nhịp để tránh việc Morgan tấn công mình, nhưng cuối cùng thì lại bất cập hại, rớt nằm xuống luôn á. Đấy, tình huống không đổ hai người này bắt cầu ra tốc trước, cầu sập. Trời ơi, hơn nửa cây nghỉ, nhưng mà bác đến chấn ba người phản công đến từ vị trí của Brion, nhưng bão đạn quá đẹp đến từ Ubayusi và một cái tối kết cờ có vẻ như là chưa đủ thì phải. Morgan nhảy thẳng vào nhưng rớt đã có được mạng rồi, đoạt mạnh kéo ngang đến từ vị trí của Faker, mặc dù nó không trúng nhưng đủ khép góc để Ubayusi có được điểm hạ gục của Morgan. Hai mạng hạ gục dành cho bên phía của G1 và đúng thực sự là một con Mid Fortune thổi bay đội hình của Brion trong pha xử lý vừa rồi của Ubayusi. Mặc dù đối phương có cái tối kiên cường, rớt có dịch chuyển và anh ta sẽ bấm B về nhà dịch chuyển ngược lại với lượng máu đầy đủ để T1 lấy thêm một đường lính siêu cấp nữa ở khu vực giữa. Một pha tele vào con sâu để có thể giữ đàm trụ và đây sẽ làm tình huống tràn thẳng vào. Rớt đang muốn có một quả cầu sớm bắn vào Fate cũng như là Envy, nhưng anh ta chưa đủ tầm để thực hiện pha cầu sớm của mình. Quả cầu sớm của rớt không đủ tầm để có thể hạ gục bất cứ thành viên nào của Brion và T1 rút lui sau khi mà họ đã có được một trụ thứ ba hay chăng này không. Như vậy họ sẽ lấy hai đường, nhiều cái đợt lính vào khu vực giữa để có thể tiếp tục lấy cho mình ô cửa Mega này. Đang hơi rướng lên cánh trên một nhịp nè, bắt đầu đang có tín hiệu gà kèo BK của T1, họ sẵn sàng quay ngược trở lại hồi mã thương chắc chắn đến từ khả năng câu rỉa máu tốt của Zed. Trận đấu này đang rất là xa khỏi tầm tay của các thành viên bên phía Brion với cái sự chênh lệch mà Zed cùng với lại toàn bộ đội hình của T1 đang tạo ra. 4 món trang bị với một con dây hoàn thành xong cho mình áo choàng bóng tối, và bây giờ thì thử có còn sớm không? Bắn cầu sớm vào phết. Bắn thiệt chứ bắn thử. Bắn là thôn đấy chứ. Đâu kìa. Thử lại ý là có dịch chuyển kìa. Bên phía của Brion sẽ đánh nào Odin. Bắn buộc phải Odin thôi, bởi vì là cứ để cho con dây bắn hai quả cầu sớm thì là đi đấy. Và Polu kịp, không kịp nhấn cho mình tấm khiên. Không có khiên đến từ Polu và anh ta đi rồi. Và đây là cú đặt mạnh kéo thẳng vào Envy lên bảng điểm số điểm mà không dành cho Faker. Và Zerg đang chuyển dạng với cú double kill dành cho Ubayusi. Bão đạn bung thẳng ra luôn với cú triple kill dành cho xạ thủ của T1. Tình huống quét 4 và chỉ còn Fate đứng trong bệ đá cổ để chứng kiến chiến thắng 2-0 trong ngày thi đấu ngày hôm nay dành cho bên phía của T1 mà thôi. Một chiến thắng rất là cần thiết dành cho bên phía của T1 để có thể vực lấy cái tâm lý thi đấu của họ ở trong giai đoạn vừa qua, và phần nào đó cũng có thể gọi là bước chạy đà ở trong cái giai đoạn playoff sắp tới. Còn ngược trở lại thì bên phía của Brion thật ra họ đánh một ván thi đấu cũng không hề tệ một chút xíu nào cả, có được những cái thời khắc mà bên phía của Brion cũng đã chủ động làm này làm nọ. Lâu lắm mình mới thấy con dây của rớt như thế này.